À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Totan Qua Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Ở tập trước thì mình đã thực hiện một cái cuộc phòng thủ trước đại quân của Pháp và Napoleon một lần nữa đang tiến vào nước Đức. Nhưng mà mình đã cho sẵn một quân đoàn đây để sẵn sàng đón tiếp Napoleon nếu như Napoleon dám tiến sang đất Đức một lần nữa. Còn ở đây thì mình đã cho quân đoàn của tướng Stamhot này, mình chả biết mình có đọc đúng tên của người Đức không nữa, bóc lốp quân Pháp ở đây. Nhưng tất nhiên mình cũng chắc là sẽ không giữ nổi vùng đất này. Nếu như mình cố giữ ở đây mình không giữ nổi là mình sẽ lại tiếp tục bán cho chính sách bán cho Pháp đó. Để cái vùng này nó tên là gì nhỉ? Vùng này tên là Stuttgart, Barenburg. Thành phố Stuttgart đây. Stuttgart. Sao đây mình không nhìn thấy? Württemberg, Baden, Württemberg. Ơi vậy. Sao mình không nhìn thấy ra nhỉ? Ở đây, Baden Württemberg đây đúng không? Đây rồi. Chi cho nó 1.000, à 1 đồng. Rồi chúng ta lại cướp tiếp để tiếp tục kiếm tiền. Tướng này thì max skill rồi, tuyệt vời luôn. Tiện thể luyện skill cho tướng này luôn. 2.700, chúng ta tiếp tục kiếp để kiếm tiền. Cộng tướng cộng 2 vào CK. Tốt quá. Mình sẽ cố gắng luyện 3 Wittenberg đây rồi. Tập trước là mình phải đánh một trận. Nhưng mà cái trận đánh ở đây thì các bạn biết đấy, vẫn là quân Pháp. Nhưng mà không có sự chỉ huy của Napoleon thì nó không mạnh lắm. Nên là mình có thể đánh được một cách cũng không khó khăn. Rồi tướng chỉ huy bộ binh. Tướng của mình lên được 6 sao rồi. Phải có các tướng nhiều sao thì mới đánh được quân Pháp. Tướng của chúng ta và tướng 1-2 sao hơi khó ăn Pháp đấy. Rồi, mình sẽ khôi phục một cái quốc gia ở đây lên đã. Rồi, khôi phục cái quốc gia này lên. Rồi bây giờ mình sẽ rút về đây để phục hồi cái tỉnh này, nó có cái công trình này nó tăng hồi máu nhanh hơn. Hồi về đây đã tạm thời khôi phục cái thằng này lên để nó làm cái tiên dậu cho mình. Đâu nhỉ? Đây, Barenburg này. Thằng này thì nó thân với thằng Pháp. À, mình cứ bán một ít công nghệ cho nó đó. Sau đó mình sẽ cho quân đội hồi phục của kia trao đổi công nghệ cho nó này. Cho nó đi sang đất của mình. Mình không giữ được, tạm thời mình không giữ được nên mình buộc phải như vậy. Bây giờ mình chỉ đánh móc lốp thằng Pháp thôi, chưa đủ lực lượng để có thể tổng tiến công nó. Tuy nhiên là mình đang lo lắng khu vực phía bên này thì mình đã cho quân đoàn đây để chống thằng Nga. Thằng Nga nó là cái thằng rất chủ nghĩa cơ hội. Nó thấy mình yếu yếu là nó sẽ đưa quân sang để nó đánh đấy. Nên là chắc là mình sẽ phải tính kế cái thằng Nga này nào. Lúc trước là nó đã sang móc lốp mình một lần rồi đúng không? À đây rồi, chúng ta đã nghiên cứu công nghệ lên cấp này và nâng nhà lính lên đây thì chúng ta sẽ tuyển được khá nhiều lính đấy nhỉ. Mình đang tuyển mấy đội ngựa đây. Rồi, phải lên đời cuối thì chúng ta mới có đội lính xịn. Công trình này vào đây. Ơi giời. Tốt rồi. Cho bọn này nó nghiên cứu cái này, hai thằng này nghiên cứu cái này. Rồi nó nghiên cứu cái này xong nó nhảy sang đây luôn. Thế là đẹp. Rồi. Xong thì nó sẽ nghiên cứu sang cái này. Thế là ổn. Để chúng ta sẽ phát triển tiếp. Bây giờ thì mình sẽ phát triển nhà cửa lên một xíu. Có thêm một tí tiền thì mình sẽ phát triển nhà cửa lên.
Nói chung thì bây giờ thì mình nền kinh tế của mình cũng thuộc dạng kha khá rồi. Nên là phải phát triển nhà cửa lên thì mới có tiền để nâng cấp tiếp các công trình khác. Mà ưu tiên vẫn phát triển các công trình dân sự trước để có thêm tiền đấy. Hệ thống chính trị của mình vùng này vẫn đang miễn thuế vì đốt cháy, mình đốt cháy đúng không? Vùng đấy nó cũng trả được bao nhiêu tiền nhỉ? Đó. Có hệ thống chính trị này cũng tạm ổn rồi. Mình phải chỉnh lý rất là nhiều sau cuộc đảo chính quân sự thì mình phải chỉnh lý rất nhiều thì mới có được một cái chính phủ có thể gọi là tạm chấp nhận được như này. Đó. Cách mạng thì luôn luôn là vui rồi nhưng mà có nhiều cái không được vui lắm. Thôi chắc là không có việc gì làm nữa, mình sẽ qua lượt đó. Nhưng mà giờ này thì công nghệ của mình chắc phải tiến nhanh nhất trong tất cả các nước rồi, nên là mình chắc không phải chơi với thằng nào cả. Ở đây mình nghiên cứu hết cái nhánh ở mảng từ tầng thứ ba rồi, cái nhánh cuối cùng này thì chắc là phải đây phải nâng cấp cái công nghệ lên, xây công trình này đây, công trình này nâng cấp lên thì mới được. Muốn thế thì ở đây mình nghiên cứu xong rồi, chỉ thiếu tiền thôi. Thôi được, để lượt sau kiếm được ít tiền nữa mình sẽ nâng cấp công nghệ đấy. Nhưng mà bây giờ mình cũng không có nhiều tiền để nâng cấp nhiều công nghệ lắm đâu. Nâng cấp công nghệ đấy lên thì chúng ta sẽ có thêm nâng được cái nhà thuyền lên một cấp nữa. Nhưng mà hiện tại hải quân của chúng ta chưa phát triển lắm, nên là cái nhánh này sau này chúng ta chủ yếu phát triển hải quân vào đây này. Chân vịt này là để phát triển hải quân. Bây giờ lục quân còn chưa có tiền nuôi, lấy đâu ra tiền nuôi hải quân. Thôi mà mình lo nhất là cái thằng Anh, à thằng Pháp, à thằng thằng thằng, thằng Nga này, thằng Nikolai nhai dép xốp này, nó rất có thể nó sẽ đánh móc lốp mình một lần nữa. Mình rất ghét cái thằng này, chủ nghĩa cơ hội. Trong khi mình mà à đây rồi, tiếp tục một trận chiến nữa với Napoleon, và trận này thì Napoleon có nhiều pháo quá. Chết rồi, vẫn phải đánh thôi, nó chuyển, nó đang tấn công sang trận thứ hai của tướng Von Ruben à, với Napoleon. Trận trước mình đánh phải nói là ở cái tập thứ hai, các bạn nhớ không? Đấy. Có thể nói là cực kỳ vất vả mới có thể thắng được Napoleon ở trận đó. Nhưng mà đơn vị lính mà được dưới sự chỉ huy của Napoleon, tinh thần chiến đấu của nó cực cao, đánh gần như là rất lì các bạn ạ. Nó được cộng hình như là ui trời mưa. Bây giờ mình phải tính xem là mình đặt quân như nào mới ăn được Napoleon. Lúc nãy là đợt tập trước là mình đặt quân ở hai bên này nó không hiệu quả lắm, mình đang phải tính đánh với Napoleon này thì không thể đánh theo kiểu mạo hiểm được. Có lẽ là trận này Damn pháo this binh. weather, sir. Wet powder makes misfires a certainty. Chúng ta sẽ đặt pháo binh của chúng ta là xong rừng này. Bắn quân Pháp. Đó. Nhưng mà trong chỗ này lại có một cái lợi. Ở Pháp hành quân đây nó lại có cái đồ gò đồi. Không có loay hoang. Mình đặt được cái bên nào cũng chết dở. Đặt ở đây. Đây đang nghiên cứu đó, đặt đây thì cũng được bắn được nhưng mà đến chỗ này thì nó khuất tầm nhìn không bắn được. Đặt đây à, có lẽ đặt ở chỗ này. Đặt ở đây thì có thể mình sẽ bắn được sâu hơn nữa. Nhưng mà xem chỗ nào gò gò nó cao cao thì pháo binh này nó là cả một nghệ thuật đặt đặt quân đấy. Chính xác thì đặt ở cái đồi này cũng được cái chứ, nó chỉ hơi chắc chéo. Đây đi, đây là chúng ta có thể bắn trực tiếp rồi, nhưng mà nếu mà lắp trong rừng cây thì nó sẽ không nhìn thấy thì tốt hơn. Nhưng mà đây là cái đỉnh đồi này, bắn như này cũng được. Rồi, tướng của chúng ta sẽ đứng sau.
đây là đỉnh đồi, rất tuyệt. Có một cái là chúng ta cần phải có hai đơn vị bộ binh đứng ở đây để hai đơn vị đánh ném lựu đạn đến đây bảo vệ pháo. Kỵ binh đứng ở đây. Có lẽ mình sẽ thế trận bao vây quân Đức và quân Pháp. À, tính xem là nhưng mà mình phải để hai đơn vị bộ binh của mình nó sát nhau một tí thì mình mới đánh được. Xa quá mình e là mình có thể gặp lại. Tầm này thì không biết là quân Pháp nó vào từ đâu nhưng mà chưa biết nó vào từ đâu nhưng mà mình cứ đứng như này là nó hơi khó ăn mình. Bên này thì hơi xa nhỉ. Tiến vào. Rồi đó. Ngán nhất là kỵ binh của Pháp. Kỵ binh Pháp là đoạn mạnh nhất của game này luôn. Kỵ binh Pháp mà nó xông vào là mình phải chuyển sang đội hình rỗng để phòng thủ. Và như vậy thì khả năng tấn công của mình nó cũng giảm đi. Đó, đánh như này vẫn chưa vào tầm bắn của quân Pháp. Rồi, chắc bố trí quân ở một bên thôi, dễ bảo vệ nhau. Bố trí hai bên này. Có thể mình sẽ bo cái bọn ở phía sau này lại. Bo đơn vị này lại dần quân Pháp. Hoặc là mình sẽ đánh theo kiểu vừa đánh vừa rút. Không đánh nhau với quân của Napoleon này thì không đánh ẩu được. Cho mấy anh kỵ binh đứng đây sẵn sàng lao lên khi cần thiết. Rồi để xem Napoleon đứng đâu này. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là phải bắn Napoleon. Đây rồi, bắn vào đội kỵ binh của nó cho anh. Pháo binh nhớ dập. Đúng rồi, hay quá, bộ binh của nó tít đằng kia xa lắm. Nếu như thế này thì chúng ta sẽ phải rút bộ binh ở chỗ này xuống một xíu. Di chuyển cánh quân, di chuyển. Cánh quân này đã. Nó bắt đầu dàn hàng ngang ra này. Bắn luôn pháo binh của Pháp. Khi nó chưa kịp dàn đội hình, bắn ngay. Pháo của nó này. Hay rồi. Nhanh. Rồi. Ngay khi quân Đức còn chưa kịp dàn hình. Rồi, khử ngay. Rồi, từ từ. Ở đây kiểu bắn lẫn vào nhau. Rút. Rồi. Yểm trợ đi. Ra đây. Có đơn vị súng trường bắn tỉa. Đội hình hiệp rỗng mở. Rộng ngay. Bắn thẳng vào cánh của con Pháp. Chết mày, nó bắt đầu lã mình ở vầng.
Lá chết Lapper ông trước cho anh. Đánh cái này, úi xùi ôi. Quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon thật là vớn. Tiến ra đây các em ơi. Cho đơn vị này lùi lại, thương vong nặng quá. Đơn vị này cũng vậy, lùi lại đi. Có một đội đứng làm hình hộp giống rồi được rồi. Rồi đây. Các bọn kỵ binh Pháp là các đội kỵ binh bắn súng rất là tẩm đời như thế này. Vớm lắm các bạn. Rồi, bạn thấy không? Kỵ binh của nó bắn đấu trực tiếp với kỵ binh ra luôn. Cánh quân này. Rồi, tiến lên đây. Rồi, nhanh, di chuyển. Bắt quân Pháp phải di chuyển theo. We have killed their general. Hay quá. Now they must break. Napoleon Bonaparte dính đạn rồi. Rồi, các bạn nên nhớ là trong trận Waterloo, Napoleon chỉ có bị thương trong vòng có khoảng tầm mấy phút thôi mà tướng Ney đã hủy diệt mất. Ôi thế nào mà để thằng này nó bắn kinh thế? Ôi, kỵ binh mà nó đấu. Quân Pháp đang di chuyển. Rồi, chạy sang đây. Đấu với bộ binh Pháp này cũng không đơn giản đâu các bạn ạ. Bộ binh Pháp nó cũng thiện chiến lắm ấy. Đội cận vệ già đã quyết tử đến cùng cơ mà. Quyết tử đến cùng để bảo vệ cho Napoleon rút trong trận Waterloo. Và chính vì thế mà họ đã đi vào lịch sử thế giới. Quân Pháp đang tiến lên kìa. Nó đang tấn công vào cánh này. Vậy thì cánh này chuẩn bị tấn công. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tiến lên một xíu nữa. Bắn. Ôi, bắn sẹo chạm tạt sườn quân Pháp. Napoleon chạy ra đây à? Bắn luôn. Ôi, hộp giống. Bắn Napoleon. État-major des généraux. Rồi, tiến quân lên. Hay quá. Xong rồi. Ôi, mấy đội quân của mình không ăn được nổi một đội quân của Pháp này à. Bắn bớ kiểu gì ấy cu. Ôi. Rút, 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 nó bắn tạt sườn. Rồi, rút rút lại. Ghê quá. Sao nào, hai đội quân của Pháp, một đội quân của Đức, hai đội. Cả một team mà không ăn được mấy thằng Đức này, mấy thằng Pháp này. Tiến sát lên sao nào. Hướng quả núi này. Bắn. Hộp không giống. Rồi. Sợ. Sợ. Kỵ binh của Pháp nó lì lắm. Nó lao thẳng vào kỵ binh luôn. Nó không sợ đâu. Bạn nhìn này. Một đội Pháp nó đánh quyết tử của quân Đức mà quân Đức. Quyết chiến người đánh cuối cùng. Kỵ này. Pháp nó bắn lì lắm các bạn. Pháp nó bắn lì lắm. Ồ. Oh. Kinh của
Pháp nó bắn mát hết nhỉ. Rồi chúng ta xử lý được thêm một đội nữa rồi. Ôi, đơn vị này thương vong nặng rồi. Rút, 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 rút. Làm dự bị. Đội lén lựu đạn có thể tiếp viện rồi, bởi vì là pháo binh của nó đã gần hết rồi. Đội lén lựu đạn rồi. Cho một đơn vị bảo vệ thôi được rồi. Kỵ binh của chúng ta chưa thể tấn công được, trừ khi kỵ binh của Pháp hết. Ngu má thằng Pháp này, sao nó khỏe thế? Tử đến người lính cuối cùng à? Đùa nhau à? Sao bắn mãi chả chết này? Móa! Chết rồi! Chạy ra đây! Xử ngay mấy khẩu pháo của quân Pháp đã, không chết rồi. Nó đang nã bộ hình bộ binh của mình. Nó đang nã vào bộ binh của mình. Rồi, quân Pháp bắt đầu tràn lên rồi. Rồi, đã giải quyết được cánh này. Nhanh, ra đây, khử ngay mấy khẩu pháo vào đó. Quân Pháp đang tràn lên. Ra đây em ơi. Cánh quân bên này chuyển ra đây. Ôi, vãi, bắn thấm thế. Pháo binh Pháp bắt đầu nó làm việc rồi. Chạy ra đây, di chuyển liên tục chống pháo binh Pháp. Đâu rồi kỵ binh của mình rồi? Móc lốp ngay, xử lý ngay được pháo của nó, không mình chết bây giờ. Mấy thằng ngựa này bị điên à? Ăn nhanh mấy khẩu pháo đó. Ăn xong rút. Nó bắn cho. Úi dồi ôi. Rồi, làm loạn mấy khẩu pháo của nó đã. Để nó không bắn được đã. Nhanh xong rút ra không kiểu nó lại phơi cho chết. Anh đứng ở đây bắn ngay đội lính Đức. Ôi đội hình hụt rỗng, rút nhanh. Nhanh, đội hình hụt rỗng nó thiết lập rồi, nhanh rút ra. Our men are running, sir. Kiệt ngay, đã có một đội chạy. Không chắc nó hồi được thôi, còn vẫn còn 24 con thì chắc nó hồi được. Đấu nhau súng với bọn quân Pháp này mà khó ghê nhỉ. Rồi, loại được mấy khẩu pháo của nó bên này rồi. May quá. Bây giờ phải cho nó vòng vòng ra. Hai đội này còn vòng vòng ra đây. Còn ra đây loại lốt mấy khẩu pháo này ở bên này của nó. One of our units has used all its ammunition, sir. Cái gì? Bắn hết đạn rồi à? Bắn hết đạn rồi mà có thể giết được thằng nào đâu. Cái gì hỏng rồi? Tiến vào. Có một đội lính Pháp đây mà không giết được nó. Không còn một đống ở đây thì mình làm nào? One of our units has used all its ammunition, sir. Rồi lã vào đây. Quân Pháp đang tập trung ở giữa. Nhanh.
quân Pháp không dễ một tí nào. Ôi, trời ơi, hai đơn vị này của mình hết đạn rồi. Bắn đi. Bắn. Đứng từ trên đỉnh đồi bắn xuống mà không ăn thua. Ôi, nó lì thế, nó bị cả một đám quay như này mà nó cứ đánh đến cùng. Vãi của quân Pháp rồi. Các bạn có thấy quân đội nào nó lì như quân Pháp không? Tinh thần chiến đấu tự thủ tốt như quân Pháp nhỉ? Đó lý do tại sao mà họ được tặng huân chương. À đây rồi, nó đang tiến ra cánh quân của mình đây. Đã phá vào cho anh. Nó đang dàn quân ra đây. Cánh quân này chuẩn bị lại chạy ra đây. À, đánh tạt sườn nó tiếp. Nhanh. Rồi. Bắn xe kèn nó đi. Rồi. Đội kỵ binh rồi lại đây. Cứ cần thì lại móc lốp nó tiếp. Loại bỏ được pháo của Đức bắn thì siêu tồi các bạn ạ. Pháo binh của pha của Đức là kém nhất trong các cái quân. Chết nhỉ, bây giờ mình hết mất đạn rồi. Thôi rồi, lực lượng ném được đạn đã được tiết kiệm đây. Rồi nhá. Tiến lên đây. Nó mất Napoleon rồi thì khả năng chỉ huy của chúng nó cũng kém xuống, nhưng tinh thần chiến đấu thì nó không hề suy giảm. Tinh thần chiến đấu của quân Pháp thì thực sự là một điều rất tuyệt vời. Bây giờ hay quá. Bắn vào đây. Cướp lại mấy khẩu pháo này ngay. Chiếm ngay. Rồi. Ái chà. Nó lại quay lại này. Ôi, quân Đức đang tiến lên. Cánh quân này bị thương vong nặng rồi mà cũng hết đạn rồi. Bọn này hết đạn rồi. Từ đó ra lại đây em. Ôi, nó không sợ mà nó đang tiến lên là bầm kìa. Pháo ngoài tầm bắn rồi, pháo này không bắn được nữa. Ngoài tầm bắn thì không thể bắn được mũi, chỉ có thể bắn được kỵ binh hoặc pháo binh của đối phương. Nó đang đi như này là nó sẽ bị mình bắn từ hai phía. Chiếc áo màu xám vẫn là đặc trưng của quân Đức nhỉ? Quân Đức đến tận thời kỳ của Hitler vẫn mặc bộ đồ màu xám này. Hai đơn vị của Phổ đấu với một đơn vị của Pháp mà tinh thần chiến đấu kém đấy. Hai thằng này hết đạn rồi, cho về đây. Ôi lùi. Đám bên này bắn nhau rồi. Hay quá. Đánh tạt sườn nó cho anh.
lùi lại, tiến sâu quá. Đơn vị này thế, bắn tạt sườn cho anh. Đối đầu trực diện chỉ có các đơn vị súng trường thôi. Cánh bên này để lại tiến lên, nó rút bên kia thì lại tiến bên này lên. Mấy thằng lén lựu đạn nó hết rồi nhỉ? Đây rồi, nghe ra đi à, ra đây. Đội này, đây, bị cánh bên này, rút. Nó đã bắn tạt sườn mình. Hay quá, xoay đạn ra đây. Chuẩn bị đối đầu. Rồi nhá, bình tĩnh. Cánh quân bên kia đang tiến vào. Cứ bình tĩnh đi, anh em cứ bình tĩnh đi. Chúng ta phải bao vây quân Pháp lại. Rồi. Lại bỏ tinh thần một. Đấu với quân Pháp, tinh thần chiến đấu của nó cao lắm. Không cần bắn, ném lựu đạn cho anh. Ném lựu đạn nó mất tinh thần nhanh hơn. Với thằng này thôi. Nào, ném lựu đạn. Bọn này chắc mất tinh thần luôn. Ném tiếp em. À, ném xong nó bắn luôn à. Bắn. Wow, ăn lo được đạn thế mà nó vẫn lì à. Ném phát nữa. Quả này chắc là nó đi hẳn. Ai già, vẫn bắn kinh nhỉ. Sao mình chưa thấy cái thằng quân nào lì như quân Pháp này. Ăn hai phát lựu đạn rồi mà nó vẫn đánh nhau. À đây rồi, chạy rồi. Lì vãi trưởng. Chính là đội quân thiện chiến của Napoleon. Thôi từ từ, nó đang tiến lên mà. Rút lại đi đó. Nhiệm vụ mày là lén lựu đạn, không phải là để bắn nhau. Đây, thằng này tiến lên đây, chuẩn bị lén lựu đạn. Mất kìa. Our men are running, sir. Nó lại bắn tạt sườn mình chỗ này. Thằng chó chết. Kinh thật. Mình sao đây là lãnh thổ của mình, mình có thể bảo vệ được. Không dễ đâu. Không dễ chống được quân Pháp đâu. Mất quyền chỉ huy đơn vị quân đấy rồi. Nó đang tiến lên. Ôi, nó còn có mấy thằng mà nó đánh gì thế. Bây giờ có khi mình phải... Ủa nhưng mà nó vẫn đông quân này. Pháo binh. Đây rồi, cho pháo binh chạy lên đây. Không có pháo binh thì e là mình khó mà ăn được nó. Bắn thằng Pháp đi. Bọn này thì làm bia đỡ đạn đi, bởi vì hết quân rồi, hết đạn rồi. Bọn này hết đạn hết rồi à? Hết đạn rồi à? Xuất phong! Yes, sir. Rồi, quân Pháp đã tiến ra hướng kia. Cánh quân bên này bây giờ nó phải làm việc đấy. Chạy ra đây. Ra đây cho anh.
đội lén lựu đạn rồi. Chuẩn bị. Ơ, mấy thằng điên này. Vào đây. Ủa, 5 đội quân của Pháp mà 5 đội của Đức. Ây chà. Nó vẫn lì lắm. Ồ, chưa thấy đội quân nào lì như quân của Pháp. Tiếc là hại. Ôi dồi. Hay rồi, xong rồi. Ồ, nó bắn nào mà bắn mình thương nặng thế. Lén lựu đạn em ơi. Này bị bắn nào thư nặng thế. Ui. Đơn vị này chưa tới à? Mà chưa bị. Mấy đơn vị này bị thư nặng lắm rồi. Ôi lén lựu đạn nhanh. Lén lựu đạn cho anh. Lén. Ôi lộ. Thấm phết đấy. Ồ, thế mà cũng chưa thua gì với nó. Chuyển lên tiếp, bắn tạt xương nó. Kỵ binh rồi, trận này. Chết rồi, tầm này thì pháo không thể làm việc nữa. Vào gần như này pháo mà bắn là chết con mình rồi. Tiến lên, tiến lên. Đơn vị súng trường, sức mạnh của quân Đức. Wow. Ồ, cho nó phát lựu đạn nữa. Nó chạy rồi. Lén lựu đạn của mình thương vong nặng, đâu có một đơn vị của Pháp rồi. Thấy để tinh thần chiến đấu của quân Pháp đỉnh cao chưa? Đó là lý do mà tại sao mà người Pháp có thể chinh phục châu Âu như vậy, tinh thần chiến đấu như thế này. Quân đoàn nào được Napoleon chỉ huy nó bắn được khủng khiếp. One of our units has used all its ammunition. Ôi xong. Hết đạn rồi. Bắn đến hết đạn này. Truy sát bọn này. Không để nó bỏ chạy. Grenadier. Chuyển ra hướng này cho anh. Bắn tạt sườn nó. Rồi mình có lợi thế đứng trong rừng cây. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Bắn đi. Pháp đang di chuyển ra đây. Ổn đấy. Bọn Pháp này nó bắn ra hoàn thật. Chưa bao giờ mình đánh mà khó khăn như thế này. Bộ binh thiện chiến của cổ mà không lại được. Thế chết đâu? 140 thằng, 139. Ờ. Bây giờ nó không có ấy nữa, có thể mình sẽ cho pháo binh vào đến tầm gần. Bắn đạn chùm.
sắp phải cho vào bắn tầm gần lén đạn chùi. Ôi rồi. Nhanh, giải quyết đám bỏ chạy của nó. Bắn đạn chùm tới không? Ô, tốt quá. Nhanh, chuyển sang bắn đạn chùm nhanh. Chỉ có đạn chùm này mới giết được quân Pháp nhanh. Ô, nó đang xung phong kìa. Bất chấp nó đang xung phong kìa. Pháp nó xung phong rồi. Ôi, nó lao thẳng vào pháo binh mình. Ô, may quá, nó chạy rồi. Tiếp tục bắn đạn chùm nhanh. Ở đây. May quá. Tiếp pháo đâu, lá đạn chùm đi. Ôi thôi rồi, dừng, pháo dừng. Rồi, những người Pháp cuối cùng. Vâng, và trận nào cũng là heroic victory. Ui. Nói thật thì trong tất cả các chiến dịch, tất cả các bản Total War mình đã chơi thì chỉ có Napoleon là cái bản mà đánh trận rồi. Và chúng ta không mất đơn vị quân nào cả và chúng ta vẫn giành chiến thắng trước Napoleon một lần nữa. Tất cả những trận chiến thì mình thấy rằng cái bản Napoleon này là trận đánh mà căng thẳng và kịch tính nhất đến tận phút cuối cùng. Bạn sẽ không bao giờ có thể dàn trước đội hình theo ý muốn được, mà bạn luôn có thể cơ động. There is unused land suitable for farming in this region. Chúng ta nghiên cứu được công nghệ gì? Building farms here will help the population to grow over time. Chúng ta vừa nghiên cứu được một công nghệ gì đó. Rồi chúng ta vừa đánh thiệt hại nặng một quân đoàn của Napoleon. Tướng của chúng ta ở đây tiếp tục một trận phòng thủ tiếp theo, đã hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ ở đây. Tướng này thì đang mua quân đúng không? Đang chờ để có thêm quân đoàn đây rồi. À, mình mua thêm ít kỵ binh nữa. Bây giờ không phải lúc để tích dự trữ tiền nữa. Giờ là lúc phải bung tiền ra để giải quyết. Quân đoàn này thì vẫn đang bị thương rất nặng. Đứng đây hồi nữa. Ôi. Có thể là mình sẽ tiến xuống đất của thằng Thụy Sĩ này để mình chiếm nốt đất Thụy Sĩ. Đấy, chúng ta vẫn phải cho quân đoàn này đứng ở đây để phòng thủ nó tiến sang nước Đức. Quân đoàn này tránh cái việc nó tiến theo đường này thêm một lần nữa. Mình nhớ là nó đã tiến một lần theo hướng này rồi. Đây, có quân đoàn đây rồi. Chúng ta đủ quân rồi. Bên này thì có tướng Gerard von Butcher, chỉ huy trưởng quân đội Đức. Đây là tướng không bao giờ chết, nếu mà mất thì nó sẽ lại hồi lại. Đây chính là người đã cùng với Wellington đã chiến thắng Napoleon Bonaparte trong trận Waterloo đấy các bạn ạ. Đây chính Gerard von Butcher, người đã tiếp viện cho Wellington trong giờ phút cuối cùng dẫn đến thất bại của Napoleon. Và thay đổi cục diện chiến trường bằng tiếp viện cho quân khi đó thì Napoleon thực ra thì khi đó Wellington có thể thua rồi. Tại thời điểm đấy có thể Wellington đã có thể thua. Nếu như mà không có ông này ông tiếp viện. Đó. Bây giờ thì rồi. Mình có thể nâng cấp cái này rồi nhưng mà hết tiền đúng không? Chỉ là hết tiền thôi. Nhưng bây giờ không phát triển quân đội nó đánh cho SML đấy. Phát thì nó luôn luôn rất mạnh và nó đưa quân tiến khắp nơi. Mình cái thằng ngang ố Nikola nhai dép xốp này rất vớ vẩn, dám tấn công mình. Chiến tranh với thằng nó không được cộng điểm khi chiến tranh với thằng Pháp à, chỉ được cộng điểm là đồng minh thôi mà chơi.
Cái này thì nó không có cái hiệp ước không xâm phạm, à không xâm phạm lẫn nhau. Chịu. Thằng Nga này. Thằng Nga này đang chiến tranh với thằng nào đấy? Mỗi Pháp với Thụy Sĩ. Tạm đấy đã, xem tình hình nữa. Thằng Áo thì nó rất tốt, vẫn giữ được cái vùng biên giới này. Nhưng thằng Pháp nó lại chiếm được Italia rồi à? Căng nhỉ. Nói chung thì ở thằng Phổ, thằng thằng Thủy Gió này nó đánh Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến tranh với mình và Áo. Của thân Áo, Áo bị vây ở khắc phía. Bây giờ thôi qua lượt thôi, hết việc làm rồi. Đang tính kế là tiếp tục tiến, là mình không có thời gian để cho các cái tướng mới ra để luyện luyện tướng. Bởi vì bây giờ luyện thì không có quân để phòng thủ. Nhưng mà chắc là vẫn phải luyện thêm vài tướng nữa. Unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Vâng, cảm ơn ngài. Yeah. Chưa hồi hoàn toàn. Về đất của mình thì hồi chắc nhanh hơn, nhưng mà quân Pháp thì nó có cái skill gọi là đại quân Pháp, nó hồi quân rất nhanh các bạn ạ. Nhưng mà quân của chúng ta thì không. Bây giờ chúng ta muốn kiếm tiền nhanh. Ôi rồi, thằng Pháp lại chiếm được cái tỉnh này rồi. Xem quân của nó, đây là quân gì ạ? Không cần biết nó là gì, chúng ta phải đánh chiếm ngay tỉnh này. Khá mạnh, 3 khẩu pháo, 4 vũ khí, rất nhiều bộ binh. Nhưng mà nó cũng bị thương vong. Sẽ lại một trận chiến đau đầu nữa với quân Pháp đây. Theo nhiệm vụ thì mình cũng phải chiếm cái tỉnh này. Mình hoặc là chư hầu của mình quản lý cái tỉnh này. Thì nhưng mà mình thì chắc mình sẽ giao cho chư hầu của mình thôi. Mình có một muốn có một cái vùng đệm an toàn trước quân Pháp. Rồi. Pháo binh của Pháp nó được triển khai ở đâu ấy? Một đội ở đây, hai đội bên này. Vậy thì mình sẽ đánh từ bên này trước để giảm thiểu bị pháo binh nó tấn công. Thứ hai, chỗ này nó có cái đồi. Mình thấy chính ra tác chiến trong Napoleon này nó mới là thực nhất với tác chiến hiện đại. Tác chiến đúng. Bởi vì khi đó các bạn không thể có cái đoạn ngồi một chỗ dàn quân và chờ địch đến như kiểu các bản khác được. Hoặc nếu bạn có thể chơi như vậy cũng được, nhưng mà các bạn chơi như vậy thì các bạn toi luôn. Khi pháo binh của nó lã cho các bạn không còn đường mà rút. Rồi chúng ta sẽ có các đơn vị quân để tiến tiếp. Và sẽ có hai đơn vị dự bị. Bọn này chưa có lính ném lựu đạn. Chỗ này thì chúng ta chỉ toàn lính bắn súng trường. Hai đơn vị này thì sẽ nhiệm vụ để đi hậu tống đội pháo. Nhưng mà pháo thì bây giờ chưa có chỗ đặt. Pháo thì chưa có chỗ đặt. À, tướng ai? Tướng này là tướng chỉ huy của quân nổi dậy đây. Người đã làm cách mạng lật đổ chế độ của hoàng đế Frederick đây, chính tướng này. Anh hùng của nước Đức ấy. Người hùng của nước Đức, tiến lên. Chúng ta sẽ dàn lại quân ạ. Mình nghĩ là mình nên chiếm được cái điểm cao này. Tạm thời lấp đằng sau đã để tránh bị pháo binh những địch nó công kích. Chúng ta nên chọn những cái điểm mà nó có thể nói là an toàn để chúng ta dàn quân. Đây cũng được mà, cả một cái gò này. Sao ra đây? Đây. Đơn vị kia tiến lên luôn. Còn pháo binh thì mình cũng chưa biết là đặt vào đâu nhỉ.
Hóa binh thì bây giờ phải tìm một cái gò nào đấy nó ổn đánh được. Nhưng mà chưa thể tiếp cận được khi mà kỵ binh nó vẫn còn. Đây cũng là một cái gò tốt. Nếu mà thực sự đặt pháo binh được ở trên cái gò này thì cũng tốt. Quân Pháp đang dàn lại đội hình. Chúng ta cũng vậy. Người Pháp đang di chuyển. Ôi, nó có đội chấm vang thế này. Mạnh ngay. Người Pháp di chuyển, chúng ta cũng phải di chuyển. Không để cho người Pháp có cơ hội. Các bạn nhớ là khi chơi cái bản này các bạn phải di chuyển liên tục. Nếu không thì các bạn cứ chỉ nhìn trận trước ấy. Pháo binh Pháp nó chỉ cần dập cho một trận thôi là bộ binh của mình nát tươm luôn. Mình sẽ tìm cớ để có thể thằng tướng này tốt nhất là được xa xa tí. Tìm cớ để có thể loại bớt đội pháo binh của nó. Đây. Pháo binh của nó đang bị bỏ lại phía sau này. Ta đang tiến khá gần nhau rồi. Lùi lại. Binh Pháp nó có cả lính bắn súng, thấy chưa? Kỵ bắn súng rất nguy hiểm. Bình tĩnh đi, chúng ta phải di chuyển liên tục. Mình thấy rất thích đánh trận trong Napoleon. Bởi vì là nó rất thật với thực tế. Các bạn sẽ phải điều quân liên tục chứ không thể có chuyện hay như vậy mà. Và nó đòi hỏi cái khả năng tác chiến thì nó là rất là tuyệt vời. Mình có thể đánh được. Quái quỷ à. Bộ binh nó đang tiến lên đây. Đội súng chưa bắn tỉa ra đây xem nào. Kinh qua nhở. Kích bắn súng của nó bắn các bạn thế. Rồi. Xông lên đây. Phá khẩu pháo rồi của anh. Nhanh. Đội súng chưa bắn tỉa đâu rồi. Cánh nào có thể phát triển tấn công được thì cứ tấn công thôi. Thử khẩu pháo cho anh. Rồi. Không phát đang tiến rất gần mình. Nó ở trong rừng này, bắn nhanh. Cái bắn súng này lì ghê nhở. Đội hình bình thường đây. Kỵ binh nó chạy rồi. Mình nghĩ mình nên cho bộ binh mình đổ sâu một chút xíu. Bởi vì là mình có đội súng trường bắn tỉa nó đứng ở bên kia. Rút vào rừng để đỡ giảm thương vong. Quân đứng ở trong rừng thương vong nó sẽ giảm xuống.
con phát này nó đánh kiểu gì ấy? Lầy thế. Phá khẩu pháo cho. Nó rột vào nó bắn đơn vị này à? Úi xùa. Ủa, đơn vị này bị bắn nặng thế. Rút sâu tí nữa em ơi. Từ nặng quá. Đội hình hộp rỗng, chống một cái binh nó ngay. Rồi. Đội hình hộp rỗng chỉ tốt để khi chống kỵ binh nha các bạn ạ. Còn nếu mà chống bộ binh thì lại rất tồi. Bởi vì nó mỏng. Tiếp tí này cho anh. Lùi lại sau đi xuống trường. Ôi nó lì thế nhở. Thế mà nó vẫn chưa chạy. Rồi đội bên này tiến lên chứ. Nó chiến tranh ở bên kia kìa. Pháo binh đứng ở đây, đứng ở đây e là không bắn được. Đơn vị này rút đã, cứ lấp ở trong rừng thôi. Chúng ta lấp ở trong rừng bắn. Nó đang tiến vào kìa. À không phải, đây là pháo rồi. Nhanh, loại bỏ phương pháp. Đơn vị này bị thương nặng, rút hết. Pháo binh của chúng ta đến đây rồi. Đặt ở đây được. Đến đây. Rồi. Hai cái đơn vị dự bị. The men are fatigued, sir. I must rest a while. Hai đơn vị dự bị cho pháo binh đâu rồi? Rồi bổ sung ra cho cánh quân chỗ này. Cánh quân chỗ này đang rất nặng. Binh nhau chạy ra đây. Chuẩn bị. Kỵ binh của phổi chưa bao giờ là đối thủ của kỵ binh Pháp. Kỵ binh của Pháp thì nó rất mạnh. Ta phải loại bỏ được đám kỵ binh của Pháp này. Rồi hình thành thế trận bao vây đã. Sao nào? Được. Dàn pháo ra cho anh. Xuống ngựa. Quay lọc pháo lại. Chuẩn bị nhá, phá rồi. Lã vào đây cho anh. Bắn. Rồi. Lắp đạn nào. Châm mồi lửa. Bắn. Rồi. Bên này đã. Chưa biết được mày sẽ tiến quân như nào. Quát sật, sao đơn vị quân này bị thương nặng thế? À, đang bị pháo binh của nó lã kìa. Bắn vào đây.
bắn hẳn ra đây cho anh. Hai đội dự bị sang bên này. Rồi. Chỉ huy quân nổi dậy mà có vẻ cũng giỏi tác chiến trên bộ. Phất đi, chạy rút ra nhanh, không kiểu quân Pháp đã mất tinh thần rồi. Úi già, pháo binh của chúng ta. Thôi chạy ra đây, không kiểu pháo mình nó lã chết cả quân mình. Từ đã nhá, có thể mình sẽ cho pháo binh lã vào đây, bắn trực diện với nó luôn. Rồi, cánh quân bên này tiến lên. Để cho quân Pháp nó hoang mang sơ tay vào thì mới đánh được. Hai ông khỉ chạy chậm thế. Ra lên đây cho anh. Đây. Đội súng trường bắn tỉa chúng ta lấp ở trong rừng bắn rất tốt. Tiếp tục một đơn vị Pháp đã bị loại bỏ. Kìa, người Pháp đang tiến đến kìa. Đứng ở trong rừng thì không sợ. Người Pháp đang đến. Bắn. Nó không có nhiều quân đâu. Chạy, nó đang đuổi. One of our units has used all its ammunition. Hai đội này, vào đây. Phá binh đâu rồi? Tiếp tục. Điểm trợ bộ binh bắn luôn. Quả này bắn tầm gần luôn. Úi dồi ôi. Ra đây tiếp tục lấp ở trong rừng mà bắn. Lấp ở trong rừng bắn này giảm thương vong. Lấp trong rừng bắn cho giảm thương vong. Rồi chạy đây thoải mái. Đây lùa mấy thằng bỏ chạy cho anh. Nó có thể quay lại, nó chạy nhưng nó không có thể quay lại. Mấy thằng Pháp phải chạy rồi à? Nào. Bắn vào đây. Úi xùi. Đi một hàng của nó luôn à. Úi xùi. Ui. Được. Pháo vừa lã quả hơi dã man đấy. Nó lùi sâu tí em ơi. Ấy dạ, pháo. Úi xui. Chỗ này nó vướng cái vỏ đồi, pháo bắn hạn chế. À rồi. Lá vào đây. Quân đấy để bọn này giải quyết được. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Những trận đánh nó thực sự mới gọi là căng não, nó mới vui. Rồi, kỵ binh của chúng ta bây giờ thì có lẽ mình phải cho xung phong thôi. Giờ này rồi. Tới. Cho
Trận này yểm trợ pháo binh của mình tốt quá. Rồi, đội kỵ binh rồi. Ăn. Từ nhá. Nó đang xông lên đấy. Đằng trước là súng bắn, đằng sau là pháo binh, kỵ binh nó sốc. Nó ổn. Pháo tầm ngắn tới không? Bắn đạn chìm. Cũng tới. Quân Pháp đang tiến lên rồi, anh em đâu? Cái bọn này hết đạn rồi à? Hết đạn là phải. Đây rồi. Thôi rồi, pháo binh. Pháo binh rồi, dùng tay. Vác lại lên. Xung phong. Xung phong. Xung phong. Vác lại lên. Xung phong. Xung phong. Đây bên này nữa. Xung phong. Rồi cầm lên, xuống lên. Xung phong. Trận nào kết thúc bằng heroic victory. Hurra, hurra. Chúng ta chết mất 500 chiến sĩ. Nhưng mà giành chiến thắng rồi. Hay quá. Cướp tí đã để kiếm tí sẻng. Thứ này sao nào? Xếp lại đó chứ. Lại bán đất cho Pháp xong rồi lại cướp. Thương vong nhẹ mà, quân mình chết ít thôi. Trận này chết cũng không nhiều lắm. Sếp này đã không kiểu nhớ nó học cái skin giờ hơi ăn cắm lợn gì thì chết toi. Cướp đã. Rồi, đang nghèo. Truppen, vorwärts! Bereit für Befehle! Sieg! Zu den Waffen! Hero Army. Hero Army. Truppen! Der Quân Anh Hùng à? Vorwärts! Quân. Yes, sir! Schlachtlinie bilden! Bereit machen für die Schlacht! Rồi, họ bị chiếm đóng. Chúng ta sẽ lại giao vùng đất này cho thằng đệ tử của mình, nhưng mà mình chưa biết giao cho thằng nào và để nó thân được với thằng áo một tí. Nếu không là có thể là lại đánh nhau to ở đây. Cho thằng Krebs và Mark này nhỉ? Hay là Hanover? Sao thằng Hanover? Thằng Krebs và Mark. Marienburg. Marienburg. Cho thằng này đi. Giao thánh thổ này cho nó. Linke Seite, marsch.
Để xem cái thằng này. Thằng này nó thân với thằng Pháp hơn thằng ạ. Thôi được. Không sao. Cố gắng bảo vệ nhá. Anh rút quân về đã. Hồi quân đã. Có thể mình sẽ đánh tiếp vào khu này. Để xem nhiệm vụ của mình nào. Nhiệm vụ của chúng ta phải chiếm đốt tỉnh này nữa này. Và tỉnh này nữa. Đồng thời chúng ta chiếm 2 tỉnh đấy là 18. Thì mình còn thiếu 7 tỉnh nữa. Chiếm thêm 7 tỉnh nữa là chúng ta hoàn thành chiến dịch. Thống nhất nước Đức. Nhiệm vụ của chúng ta là thống nhất nước Đức. May quá. Chúng ta đánh tỉnh này thì chưa có quân. Chúng ta vừa phòng thủ xong một trận ở đây rồi. Chỗ này an toàn rồi. Không biết có an toàn không. Nếu bây giờ mà thằng Áo nó tuyên chiến rồi cũng dở hơi nhỉ. Nâng cấp cái này lên đã. Có tiền nâng cấp này lên đã. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ với bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.